Kính chào quý vị và các bạn. Vào ngày hôm qua, người dân Việt Nam cũng như đông đảo người dân trên thế giới đã vô cùng bàng hoàng và đau xót trước thông tin Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần. Theo thư ký của Đại tướng, ông đã chốt hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 8 phút ngày 4 tháng 10. Sự ra đi của ông, một danh nhân mang tầm vóc quốc tế, đã để lại một niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhiều người thế hệ Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đó cũng là lý do Chuyện Đông Chuyện Tây dành nguyên một số để tưởng niệm về ông. Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nói đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người dân Việt Nam nhớ đến với vai trò một vị đại tướng hết lòng vì dân vì nước, trong khi dưới cách nhìn của bạn bè quốc tế, ông là một vị tướng tài với các chiến công lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã đưa ông lên ngang tầm với các tướng lĩnh hàng đầu trên toàn thế giới, được các tạp chí danh tiếng bình chọn là một trong những vị tướng có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Vị anh hùng dân tộc, đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam đã ra đi, nhưng những chiến công lịch sử, những công lao vĩ đại của ông sẽ mãi đọng lại trong ký ức của người dân Việt Nam. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn về thân thế sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước. Thời niên thiếu, ông từng thi đỗ vào trường Quốc học Huế, tuy nhiên bị đuổi học vào năm 1925, một năm sau khi vào trường vì cùng một số bạn học tổ chức một cuộc bãi khóa. Sau sự kiện này, ông về quê và tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng, khi đó ông mới 14 tuổi. Từ năm 1936 đến năm 1939, ông tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương, là sáng lập viên của Mặt trận và là Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ trong phong trào Đông Dương Đại hội. Tháng 5 năm 1939, Võ Nguyên Giáp nhận tranh vũ trang kéo dài 9 năm chống lại sự trở lại của người Pháp trên cương vị Tổng Chỉ huy và Tổng Chính ủy từ năm 1949 đổi tên gọi là Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Bí thư Tổng Quân ủy. Không được đào tạo tại bất kỳ trường quân sự nào trước đó, không phải trải qua các cấp bậc quân hàm trong quân đội. Võ Nguyên Giáp thụ phong quân hàm Đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948 theo sắc lệnh 110 SL ký ngày 20 tháng 1 năm 1948. Ông trở thành đại tướng đầu tiên của Quân đội Quốc gia Việt Nam khi 37 tuổi. Sau này, khi trả lời phóng viên nước ngoài về tiêu chí phong tướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, người nào đánh thắng đại tá thì phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng thì phong thiếu tướng, đánh thắng trung tướng thì phong trung tướng, đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng. Năm 1947, ông Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng chiến dịch Việt Bắc và thắng lợi ròn rã. Quân hàm đại tướng do đó đã được đặc cách trao cho ông. Giống như các danh tướng Việt Nam trong lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chú trọng nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy yếu chế mạnh, lấy thô sơ thắng hiện đại. Tư tưởng quân sự nổi tiếng của ông có tên gọi là chiến tranh nhân dân, kế thừa quan điểm quân sự Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên, tri thức quân sự thế giới, lý luận quân sự Mác Lênin và được đúc rút từ kinh nghiệm cá nhân, được liên tục cập nhật trong nhiều cuộc chiến tranh, mà nổi bật là chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Tại chiến trường Điện Biên Phủ, quân đội Việt Nam non trẻ dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, sự chỉ huy của vị đại tướng mới ngoài 40 tuổi đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất từ trước tới nay của quân Pháp.
Chiến thắng này đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của người Pháp tại Đông Dương sau 83 năm và đã đưa Võ Nguyên Giáp đi vào lịch sử thế giới như là một nhân dân quân sự Việt Nam, một người hùng của thế giới thứ ba, nơi có những người dân bị nô dịch đã xem Võ Nguyên Giáp là thần tượng để hạ quyết tâm lật đổ chế độ thực dân, xây dựng nền độc lập của riêng mình. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ cương vị là người đứng đầu quân đội, cùng với Bộ Chính trị hoạch định những quyết sách chiến lược. Trong lúc cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam diễn ra gay gò, ác liệt, để tạo thực lực về cơ sở vật chất và lực lượng cho cách mạng miền Nam, ông đã đề xuất với Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đường chiến lược Trường Sơn. Con đường chiến lược Hồ Chí Minh đã hình thành từ đó, đã tiếp sức cho cách mạng miền Nam và tiến thẳng đến sinh lũy của kẻ địch vào ngày toàn thắng. Có thể nói trên những cương vị như Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc. Ông còn là Phó Thủ tướng Chính phủ, sau đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1955 đến năm 1991 trước khi nghỉ hưu ở tuổi 80. Đức độ, tài năng, khiêm tốn và giản dị, dân chủ và bao dung, thanh cao và quyết đoán, đó là nhân cách Võ Nguyên Giáp, một vị tướng tài đức vẹn toàn, một con người Việt Nam đã thuộc về toàn thế giới. Những chiến công mà ông đạt được khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân sự trên thế giới đánh giá là một thống soái vĩ đại, một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại. Ông là một trong số ít các nhân vật trở thành huyền thoại ngay cả khi còn đang tại thế. Dù đã vượt qua đại thọ ở tuổi 103, thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tượng đài huyền thoại của thế kỷ 20 qua đời vẫn khiến rất nhiều người bàng hoàng. Hầu hết các hãng truyền thông hàng đầu thế giới như AP, BBC, AFP, Washington Post, Guardian đã đồng loạt đưa tin về sự ra đi của ông. Lỗi lạc Võ Nguyên Giáp là sự mất mát vô cùng lớn lao của cả dân tộc. Không chỉ là tượng đài bất hủ trong mắt nhân dân Việt Nam, mà ông còn được ca ngợi như là một vị tướng tài ba xuất chúng trong mắt bạn bè quốc tế, trong đó có người Mỹ. Trong số ra ngày 9 tháng 2 năm 1968, tạp chí Times của Mỹ đã đăng bài viết dài kèm theo bức ảnh vẽ trang bìa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bài viết về Đại tướng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà quân sự kiệt xuất, kèm theo câu nói nổi tiếng của ông trong những năm chiến tranh, đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc thắng, nếu không thắng thì không đánh.
có Điện Biên Phủ thì chúng tôi mới có cái tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Và mới có điều kiện thắng Mỹ đưa đến nước Việt Nam độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nổi bật với tư cách là tư lệnh của đội quân các du kích đi dép lốp, tạo nên các chiến công vang dội cho dân tộc Việt Nam như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đánh đổ chế độ Ngụy ở miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước đã bị chia cắt làm hai miền từ năm 1954. Người Mỹ khi nhắc đến ông vẫn thường gọi là Đại tướng Năm Sao. William Westmoreland, cựu tư lệnh quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam thì gọi ông là tướng huyền thoại. Trong bách khoa toàn thư của Mỹ và của nhiều nước, tên và hình ảnh của ông được ghi lại như là một trong những vĩ nhân quân sự hiển hách nhất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tất cả những đức tính của một thống soái quân sự lớn. Đó là sự quả đoán, tính kiên quyết, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh. Bên cạnh đó, ông cũng là vị lãnh đạo gần với nhân dân, được người dân Việt Nam và thế giới yêu mến, kính trọng. Trong khi đó, với Thượng nghị sĩ John McCain, cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, đại tướng là một chiến lược gia quân sự lỗi lạc. Năm 1985, ông gặp đại tướng trong một chuyến thăm Hà Nội ngay sau khi được bầu vào Quốc hội Mỹ. Vào cuối buổi gặp mặt, đại tướng nói với ông McCain rằng người Mỹ là một kẻ thù danh dự, và câu nói này cho đến nay vẫn luôn in đậm trong tâm trí của ông McCain. Không chỉ người Mỹ và truyền thông, báo chí Mỹ ca ngợi, mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người anh hùng dân tộc vĩ đại của một dân tộc nhỏ bé mà anh hùng trong mắt người Pháp, nhân dân châu Á và cả thế giới. Cho đến nay, không biết đã có bao nhiêu sách báo và tài liệu quân sự viết về Võ Nguyên Giáp, nhưng ít nhất đã có trên 120 quyển sách nói về ông hay chính ông viết ra, được dịch sang các thứ tiếng nước ngoài như Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật, Ả Rập. Một điểm nhấn trong hầu hết những tài liệu, cuốn sách mà người nước dự. Danh mục sách báo và tài liệu các nhà nghiên cứu nước ngoài viết về đại tướng quả thực rất nhiều. Trong đó nhiều cuốn có giá trị như những bằng chứng lịch sử, công nhận tên tuổi của đại tướng trong lịch sử thế giới hiện đại. Cuốn Commanders, những vị chỉ huy của Hoàng gia Anh, hay cuốn The Art of War, nghệ thuật chiến tranh, đều đã xếp tên tuổi của đại tướng lên hàng đầu trong số 100 danh tướng của các thời đại, và dành nhiều số trang để phân tích nghệ thuật quân sự, tài cầm quân của ông. Các cuốn sách này nghiên cứu kỹ từng trận đánh mà ông chỉ huy, sơ đồ chiến lược, các mũi tiến công, thậm chí là so sánh quân lực của cả hai bên và tìm sự lý giải cho câu hỏi vì sao quân đội của Võ Nguyên Giáp lại chiến thắng. Cuốn tạp chí Time xuất bản năm 1966 đã phân tích rất kỹ cách dùng binh, nghệ thuật xây dựng quân đội của Võ Nguyên Giáp. Một quân đội từ con số 0 với chỉ 34 người lính đầu tiên, đội quân của những người đi bằng tốc độ xe đạp mà lại chiến thắng các đế quốc hùng mạnh với máy bay tên lửa. Nhiều cuốn sách của đại tướng còn được coi là sách gối đầu giường, là cẩm nang quân sự cho công cuộc giải phóng tại các nước Á, Phi, Mỹ Latin.